Bây giờ Đức Hổ rồi cái trung thân đó nó còn sáng suốt giống như là khi mà mang thân người đâu vậy thôi. Khi mất cái thân này á, mà cái trung ấm thêm đi vào cái giấc ngủ rồi mà khi thức dậy á, thì nó có đủ sáng suốt giống như còn trong cái thân tứ đại hay không ạ? Tùy theo cái nghiệp của mình chứ. Trung ấm thân chứa toàn công đức thì nó ra sáng. Có nghĩa là công đức ở đó cái thánh Phật mình mới thấy rõ được. Còn nếu mà nó chứa bên cái nghiệp á, thì phải làm theo lệnh ngôn thần thôi, chứ không có sáng suốt gì ở đây. Khi mà mình vô nghiệp rồi đó, thì ông thần bảo mình đi đâu phải đi đó. Có nghĩa là ông nhìn được trong trung ấm thân của mình cái gì chứa trong. Ví dụ chứa khỏi tịnh độ là ông đi quăng mình lên tịnh độ thôi. Lúc đó mình cũng không hiểu đâu. Bắt buộc là mình, ông thần phụ trách tánh Phật của mình, phụ trách cái gì, phụ trách tánh Phật của mình, phụ trách cái gì chứa trong đó, ông thực thi nhân quả theo cái mình tạo ra. Còn mình muốn sáng suốt thì duy nhất chỉ có công đức mới sáng nổi thôi. Còn phước đức ác đức gì thôi khỏi sáng suốt đi, do ông thần thực thi nhân quả. Nó đi theo cái lục đạo luân hồi nó là vậy. Chỉ có cái công đức mới phá nổi cái vô minh này. Còn anh không có công đức thì đừng có mong phá. Ông thần thì chỉ thực thi theo lệnh trong trong cái trung ấm thân mình chứa cái gì để ông làm cái đó. Giống như giống mình đi vô cái cửa nào đó, cái phiếu này đi cửa số mấy, người ta dẫn vô số mấy thôi cho mình. Chứ còn muốn sáng suốt phải có công đức, mà công đức mà phải học cái công thức nữa, chứ không phải có công đức không học thì thôi cũng không biết đi đâu. Thấy sáng mà không biết đi đâu. Rồi còn thắc mắc hỏi tiếp đi. Cứ hả cho nhiều chứ để hai mấy đứa về đó. Thầy em có hỏi thầy. Cái công thức thì thầy nói rằng là thầy chưa nói hết. Giờ thầy có thể nói cái công thức đó về cái 40 phần tiền mặt đó. Thầy có thể Phật quý thì ở đây được biết luôn này. Sơ Phật quý xin thầy Phật bí thêm 40 phần tiền mật cho mọi người biết ạ. 40 phần mật nó nằm trong giáo lý mà mình muốn nói cái này cho mình không thí được. Thí ở đây mà quay chết lên mạng nó chết tôi luôn á. Bây giờ tôi cho quay đây là cho tự do quay, nhưng mà cái phần trượt mặt bắt buộc là phải nhà nước cho phép tôi mới là vì những cái trượt mặt đây là chân thật của hiện tại từ con người và cả cái hệ thống luôn. Nhà nước phải cho chấp thuận mà với điều kiện là ban tôn giáo chứ, mà nhà xuất bản tôn giáo cho phép mới dám nói. Chứ bây giờ mà nói ra cái này, mình nói mà phải có sách, nó có chứng, có phép tôi mới nói. Còn không có, không dám. Thì tôi đã tuyên bố là nếu không chôn theo mồ rồi mai mốt bắt đầu lên chôn tôi đầu móc lên là có đi kiếm ổng, còn ổng cũng rồi, ổng đi bớt rồi. Nguyên tắc nó là vậy. Chứ bạn muốn nói thì nói đâu. Ngày xưa đó, tôi nhớ hồi xưa mà ông Lê Văn Việt á, ông làm sai một cái mà chôn xuống ổng nó còn cột mã ông luôn đó. Nó trị thân người không được mà trị bằng cái mã, cho gì xích cái mã lại là nói cho còn đấy. Tôi phải đơn giản rồi. Nhưng bây giờ tôi côn rồi tôi cũng chôn tôi tiêu. Khỏi xích cái, giờ biết đường đâu mà xích. Thấy không? Bây giờ con ra con kiếm người nào quen, tôi nói tôi đưa cho nói. Người nào gan nói tôi nói ra. Tôi nói 40 phần tôi nói chỉ 1 phần 2 phần thôi. Gan nói người nào gan chính quyền đứng lại không phải tôi. Tôi đưa cho từng phần nói. Không có thì để từ từ giáo lý xuất bản ra nó cho nó hết. Làm hỏi tiếp
cho ông hỏi là bốn phần trường mặt đó nó có liên quan gì tới công thức trở về bằng chứng hay không? Trong 40 phần tiền mặt đó nó có liên quan gì đến công thức về Phật giới không ạ? Không, nó có liên quan mà nó bằng thực tế. Thực tế trên trái đất này chứ không có liên quan gì. Phật giới ta đã chỉ đường đi về rồi. Còn mình đây mình biết để chi? Biết để mà ai hỏi mình chỉ về cái đề đạo Phật này, đạo Phật Thiền Tông này, mình nói để cho người ta biết. Mà nói người ta phải tâm phục khẩu phục đàng hoàng, chứ không phải là nói tôi nói vậy, ông nói khác vậy, nhưng mà nói ra thì phải có luật sư làm chứng, có trọng tài lập biên bản, có cái người mà phân xử đàng hoàng. Bởi vì người ta bây giờ nói, người ta không có hiểu, người ta chắc nó là đúng nhưng mà điều không đúng. Bởi vì tôi nói là tất cả những chuyện gì trên cái đất này hoàn toàn là sai hết. Tôi chỉ nói sơ vậy thôi, còn cái sai cái gì thì trong giáo lý sẽ nói cái gì. Mà ta chứng minh rõ ràng. Chứ ngày xưa đó thì tất cả các nơi nói chỗ này linh, chỗ kia linh. Bây giờ mình chỉ mới hiểu thiền tông đơn sơ thôi, nhưng mà cái đó là cái gì rồi mà chưa có nói ra nha. Mà mình nói sự thật ra thì kêu một lời thật mít lòng, chứ không phải đơn giản. Bây giờ nè, trong 40 phần thiền văn đó, ông Trần Nhân Tông tôi đã hé ra một hai chút ở trong đó rồi, mà ta chịu không nổi. Chứ đừng có nói, nếu mà nói trắng là học trắng chịu. Mà tôi nói bằng sự thật này, nhưng mà tôi dám đấu chất luôn, chứ không phải tôi nói rồi tôi bỏ, đánh trống bỏ dùi đâu, không phải. Nghĩa là kêu bằng bảo thủ đến cùng, mà phải có người làm chứng, có người phân xử ai đúng ai sai, chứ không phải ai muốn nói ai thì nói. Tôi thấy là những gì có nhiều người đó là đến chùa tôi biểu sẽ hỏi một hai câu là nó ngậm miệng, mà tôi mời từ trước nay đâu ai đó không ạ, mấy năm nay tôi mời chưa ai tới. Ở chùa Tân Diệu đã dám tuyên bố rồi, sẽ phát sẵn cầu đấu chất bất cứ ai muốn hỏi về thiền tân này. Tôi nói rõ ràng chứ không phải tôi nói cho chạy trốn nha. Mà có nhiều người nói dữ lắm mà mời không tới. Tôi còn thuê xe luôn mà. Tôi xe tới đây, ở đâu được tôi thuê tới đây. Đấu chất tôi dưới điều kiện là phải có người lệnh, có luật sư với có công chứng viên lập biên bản, ai đúng ai sai. Rồi còn nếu thì cái phần 40 phần điều mà tôi muốn thì chắc chắn nó sẽ có ra, nhưng mà đi ra bằng luật pháp chứ không phải đi bằng cái nó vừa là cái gì phải nói ra cái đấy là gì. Tại vì tại sao mà khi mà cái diễn đàn chưa ra, rất nhiều người hù của chùa Tân Diệu này, khi mà diễn đàn ra rồi giờ mấy cha hùng trốn mất rồi đó. Tôi mời tới, nó tôi mời tới chứ đâu phải dưới nam, tôi mời tới tất cả những người nào muốn tranh luận gì thì tông cứ đến chùa thì tôi mời tới, vì tôi được luật pháp bảo đảm, mà luật pháp bảo đảm cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, 6 điều tự do của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải đơn giản đâu. Kèm theo cái luật pháp là cái bộ hình lịch sử, bộ lực hình sự hiểm trợ cho cái luật pháp này. Thành ra diễn đàn mới dám mở ra, còn nếu không hoàn toàn không dám. Đây diễn đàn ta nói Phật sư thật chứ không phải. Mà diễn đàn này không phải là chùa Tân Diệu nói, mà nhiều người hiểu cái này ta phát biểu lên, chứ không phải là của chùa Tân Diệu làm ra. Mà do những anh em mà ở tu theo thiền tông này họ hiểu được, họ mới nói lên. Nên thôi bây giờ con cũng ráng đợi đi, còn tuổi còn dài, ráng đợi có ngày sẽ công bố. Nhưng mà công bố ra nhớ người khác công bố, chứ không phải tôi cung cấp tài liệu. Rồi hỏi tiếp đi, anh thêm câu hỏi. Cái bản đồ phá thảo cái ý ấy, rồi 16 thứ tánh, rồi ở ngoài 8 môn 4 ngàn hảo giác ấy, con đồ ở trong cái cuốn huyền ký ấy, cho hỏi là các bạn
trong cái cú quyền ký nguyên thủy hay là do cái gì đó tạo ra cái gì anh nằm dưới mối tên chứ? Tức là cái bản đồ về thân con người á, là do cái quyển này trong cái nguyên thủy nó có như vậy, hay là do cái người bây giờ có cái tên đứng tên nó ra là phát thảo cái bản đồ rồi? Người ta vẽ bản đồ đó là ta nương theo những cái mà trong cái giáo lý đưa ra, người ta mới vẽ theo, gọi là có tích mới dịch ra tù. Cái từ một giờ là nó có cái tích người ta mới dịch ra, thấy không nhỉ? Ví dụ ngày xưa có những cái di tích gì đó rồi người ta mới khơi ra, bây giờ người ta mới làm cho nó rõ ra chút nữa đó, là kêu bằng có tích thì nó mới dịch ra cái chuyện này được. Chứ nếu mà bây giờ không, ví dụ mà trong không có nói cái gì quyền ký thì làm sao ai biết vẽ cái tâm giới thế nào? Trong quyền ký ra nói vậy, người ta phát quả theo đó người ta vẽ. Nhưng mà ngày xưa nó nhớ là ngày xưa ông Phật á, nó không phải kêu bằng có cái tổ chức như mình, từ họa sĩ cho đến văn học, nó không phải nằm như bây giờ của mình. Nhưng mà cũng còn cái câu chuyện đó, nhưng mà bây giờ nó phát họa đẹp hơn ngày xưa. Ngày xưa cũng vẽ rất thô sơ, cũng giống như ngày xưa cách đóng cái bàn đâu có đẹp bằng bây giờ. Cũng là cái bàn nhưng mà không có đẹp, bây giờ đóng cái bàn rất đẹp. Thì nó cũng vậy, nó có cái bàn và hình thức cái bàn, người ta mới làm ra cái bàn. Nhưng mà nó đúng ngày xưa không có đẹp, bởi vì cái bàn ngày xưa ông Phật nó xin lỗi bằng cây, nhưng đâu còn giống như mình bây giờ đâu ha. Hoặc là cái chỗ ngủ ông là cái hốc đá, thì bây giờ cũng có hốc đá nhưng mà mình chiêm vô một hai cái bộ bàn ghế cho nó đẹp với động thì nó khác chút. Được cái này rồi, con hỏi tiếp. Đặt thêm câu hỏi à, có bây giờ đặt thêm câu hỏi không? Là thưa thầy, thầy nói là khi mà cái trung tâm vận hành luân hồi là một năm nó mới đến một lần là 20 tiếng, thì khi đó khi mà trái đất mình mới đi qua cái chỗ trung tâm vận hành luân hồi, thì các trung tâm thân mà có điều kiện chẳng hạn như công đức nhiều, thế rồi là quyết tâm trở về giới đúng như là đã nắm được công thức, thì lúc nào mới được đẩy vào trung tâm vận hành luân hồi. Thế còn thì một số hành tinh khác còn nhiều cũng có đi qua cái trung tâm vận hành luân hồi hay không, hay là chỉ có một mình trái đất đi qua trung tâm vận hành luân hồi? Mà nếu như các cái thành viên kia cũng có đi qua trung tâm vận hành luân hồi, thì khi đó là nó cũng che cái ánh mắt của tam muội đi, thì đương nhiên là các cái trung thân có thể đi theo vào được không cái trung tâm vận hành luân hồi? Mình phải hiểu thế này nè, cái bầu hoàng đạo ngộ của nó 6 trái đất, mà 365 ngày trái đất Nam Di Phụ Đề nó phải đến cái chỗ trung tâm đó một lần, thì chia cho 6 trái đất có nghĩa là 60 ngày, chưa tới 60 ngày nó sẽ có một trái đất đi qua chỗ đó. Nhưng mà bây giờ mình nói về cho nó dễ hiểu, ở trên là nó cái mặt trời nó chiếu á, nó chiếu xuống, thì trái đất này được quyền khi 24 tiếng đồng hồ quay xung quanh cái trung tâm vận hành luân hồi này. Nhưng mà 2 tiếng đầu không dám vô, là vì nó còn ánh sáng trong, nó còn ánh sáng tam muội, lửa tam muội nó chiếu. Vì thế mà phải cho an toàn 2 tiếng đồng hồ, vô rồi quay 20 tiếng trong đó mặc định mà đi ra làm gì đó ra. Sắp chấm dứt được 22 tiếng rồi, còn 2 tiếng sau cùng cũng phải đi ra. Chứ để mà lãng quản cái lửa ta mổ nó đốt thì sao? Đó, mình đã hiểu mình đó. Vì thế mà cái trung tâm vận hành lượng này cứ 60 tiếng đồng hồ, nói đúng là nếu mà 60 ngày, nó không đúng, 365 ngày, nếu mà 6 lần 6, 36 lần cho bạn, thì đó là sao? Nó xê gì cái này, thì vì thế mà cái văn học người Trung Quốc á, người ta chỉnh lại tại sao có cái giường là nắm cái chỗ này nè. Còn nhà khoa học tại sao, người Tây Phương á, tại sao mà có cái ngày 30 rồi 31, ngày 2, tháng 2 có 28 ngày, là nó chỉnh cái chuyện này. Nó hiểu hết chứ bà con, nhưng mà nó không hiểu cái nguyên do, vậy nó phải chỉnh cái này để cho nó đúng giờ vậy.
mới 365 ngày nữa. Chứ sáu cái hành tinh mà chia cho 365 ngày thì 60 ngày không được, 36 lận. Thì trời Thái Thiên Dương có bổn phận thì chỉnh cái này, nhưng mà người con người vẫn biết chỉnh cái này bằng cái ngày âm lịch hoặc ngày dương lịch. Đó, nên nhớ là an toàn nhất là 20 tiếng nó quay trong tung đậm lần hầu. 2 tiếng vừa quay vô không dám nhảo vô rồi, vị Phật không dám đẩy vô. Rồi khi mà gần hết giờ thì cũng phải ra sớm hơn 20 ngày. Chứ không có đấy. Bởi vì nếu nguyên tắc mình đến sớm thì cái điện rửa tâm muội nó vẫn đốt như được. Nó chiếu mà nó còn ánh sáng lên đó nó vẫn chiếu được. Vì nó cực đồng. Sở dĩ mình sống ở thế giới này là nó nhờ cái gọi là nó cái nó mà có một cái loại mà cái màng mà để bảo vệ muôn loài trên đất này. Vì thế mà mọi người mà ta nói là gọi là tần vô số, nó là bảo vệ cái này. Vì thế mà con người ta phá cái vô số thì con người này khó sống, nó bệnh hoạn dữ lắm. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Vì thế mà vô 24 tiếng, sự thật là 2 tiếng chờ. Vô 2 tiếng thoát ra trước khi hết quay thì quay qua khỏi trung tâm điện hành là phải thoát ra cho kịp. Vậy nên phải hiểu cái nguyên tắc của nó là vậy. Rồi thắc mắc cứ hỏi tiếp đi. Cái thời đấy là nói riêng về trái đất. Nhưng mà còn trái đất tức là năm trên phụ đề, còn bây giờ năm hành tinh khác cũng khi đi qua trung tâm vận hành rồi đó, thì cái trung thân của mình mà còn đang chờ đợi có được đi qua hay không? Hay chỉ có trái đất đi qua thì các trung thân mới được đi? Sự sống trên sáu trái đất giống y nhau. Nó xin lỗi mình trong 93 nước, cho nó cũng trong 93 nước cũng khác lắm. Ngôn ngữ giống như bên này, cũng có tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Nga Nga, tiếng Nhật, cũng đâu dẫn hết mình rồi. Chứ không khác đâu. Nhưng mà tại vì nó cái giống như mình ở đây, mình nói trong cái đất mình cho dễ hiểu. Ví dụ, nước mình có ông vua, thì bên kia nó cũng ông vua. Cái nước kia cũng ông vua. Hoặc là nó thay đổi là quốc trưởng, hoặc là tổng thống gì thôi. Nó cũng là cái tổ chức như vậy. Trái đất nào giống như cả trái đất thế giới vật lý thì nói vậy. Trái đất này mình giảng sanh lên nước cực lạc thì cái đất kia nó giảng sanh ra cái nước khác. Vậy tại sao sáu trái đất và sáu nước cực lạc mỗi một trái đất nó đi vào trong một cái tuyến của ta đi, nó đâu đi vậy. Nhưng bên kia ta nói lên từ khác, bên kia nó cũng nói cực lạc, nhưng mình mà không phải nói Tây phương cực lạc mà nó nói về trong phương cực lạc hay gì đó. Nó nằm ở vị trí khác của tâm giới. Nói đúng ra tổ chức đâu cũng vậy. Thì mình suy nghĩ nè, ở người Pháp, châu Âu nói nước lớn, nước rộng, mình cũng nước lớn rộng chứ có khác gì đó đâu, nhưng mà cái vị trí nó khác thôi. Thì tổ chức nó cũng vậy. Nhưng mà con người có thể sai lệch một chút xíu là mình á, theo cái hệ thống Liên Hiệp Pháp chạy xe bên mặt ở bên lại bên trái, nó có chạy đâu nhưng mà nó cũng là vậy, cái quy luật của nó vậy. Tại mình là Liên Hiệp Anh nó chạy khác, Liên Hiệp Pháp chạy khác. Nhưng bởi vì tại sao qua Thái Lan, qua Ấn Độ nó chạy xe bên trái, cua lăn nó bên trái, còn mình cua lăn mình đi tới phải. Nó cũng tổ chức nhưng mà nó sai cho đó. Thì nó đúng nguyên tắc đâu cũng vậy, cũng là ăn ngủ nghỉ giống như nhau thôi, cũng 24 tiếng giờ hồ giống nhau. Chứ mình ở đây làm 8 tiếng, nó cũng phải 8 tiếng, chứ nó không hơn được. Nó chỉ cái thời gian hồi xưa là nó bốc lộ, nó mới hơn. Chứ nguyên tắc luật lao động phải đúng đâu cũng vậy, còn thế giới rồi. Vì thế mà thế giới sẽ có lập hàng ngày quốc tế lao động, tức nghĩa là thế giới ở đâu cũng vậy. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Thầy em hỏi cái ý là như thế này. Thế thì đây là cái trái đất này mình là nam trên phụ đề. Khi đến trung tâm vận hành rồi thì đây cũng trung thân của trong trái đất mình bắt đầu đi vào trung tâm vận hành rồi. Thế thì những người mà không còn đi trong vận hành rồi thì đương nhiên là không vào, thì đương nhiên phải chờ ở đây.
Thế khi cái trái đất thứ hai bắt đầu đến trung tâm vận hành liên hồi thì cái trung tâm thân của cái trái đất liền như này có được vào cái trung tâm vận hành hay không, để giải thoát hay không, hay là chỉ có ở đây thì theo đây, ở anh này thì theo anh này, để hoàn đi đâu? Mình phải biết, mình phải nói cái cho nó đúng đó. Cái bầu hoàng đạo, nhớ cái bầu nha, chứ không phải dòng hoàng đạo, cái bầu. Cho nên cái bầu tròn giống như trái banh gắn sáu trên sẵn trái đất trên đó. Nó quay là nó quay cả cái bầu hoàng đạo, chứ không phải quay một cái trái đất. Nhưng mà trong cái bầu hoàng đạo nó quay hết, nhưng mà từng trái đất, từng hành tinh nó quay riêng. Còn hoàng đạo nào cũng vậy, quay theo chuẩn tám trái đất thì nó quay theo cái chuẩn này, nhưng mà lúc nào cái đường xích đạo nó phải đưa vô mặt trời cho một cách nào nó thoát ra ngoài, để gì nó tạo cái xuân hạ thu đông được đó. Nói tóm ra bây giờ có phim 3D mà gọi là đẳng cấp cao được, vừa rồi tại trường hình nó làm không được luôn, mà phải là chuyên nghiệp của tụi NASA nó mới làm được rồi. Mà NASA bây giờ nó làm bao hoàng đạo còn làm sao. Nó quay theo cái kiểu của thế vòng tròn, cho nên không phải Đức Phật bảo là quay theo tám phương bốn hướng, chứ không phải thâu theo cái kiểu này, nó quay bốn hướng thôi, quay bốn thôi, nó sai lại sai cho đó. Vì thế mà nó không tìm ra được cái gốc tủy của cái tam giới, nó chỉ hiểu được cái trong cái không gian của bầu hoàng đạo một thôi. Vì cái bầu hoàng đạo 2 nó chứa toàn là điện từ, nó không có nằm ở đây. Còn bên đây bầu hoàng 1 nó chứa toàn là tứ đại, nó khác là khác chỗ đó. Bởi vì cái con người mình ở đây tứ đại thấy nhau, thấy con trâu, con bò, cây cối là được. Nó chứa bằng còn cái loại mà vô hình, nó chứa bằng điện từ, thành mình không thấy được đâu, mà chỉ có Phật nhãn mới thấy được. Còn không ấy thì anh phải có huệ nhãn mới thấy được hai cái loại này. Còn không, nếu không có Phật nhãn phải có huệ nhãn mới thấy được cái cõi vô hình. Còn mà bây giờ các nhà quá, các nhà gọi là những thấy cõi âm á, là tại người ta sống bằng cái tần số âm, ta thấy bằng cái cõi cô hồn thôi, chứ không có lạ gì hết. Tần số ta kéo âm xuống. Bây giờ tại bây giờ có nhiều người nha, bây giờ tôi thấy có nhiều người mà họ tự bị con rắn nó cắn mà ta không chết, rắn độc cắn không chết, và con chó cắn không chết, tự giờ nó thấy có hào giác, thấy liền, thấy cái hình ảnh bên kia liền. Thế chuyện nào mà nó bình thường lại nó hết thấy, là vì cái máu, những cái máu độc nó thật là âm, nó hạ cái tần số điện từ của mình nó xuống, thành nó thấy được cái loại kia. Thì đây trong 37 pháp quán, nó có pháp quán cõi âm và quán cõi thật, nó có hai cái loại này. Mà mấy ông tiểu thừa rất rành cái này đó. Tại sao ngồi thiền thấy được cô hồn, thấy được ông Phật là ai? Cái đó là tại trong này không nói rõ, chứ sự thật không phải đâu. Cô hồn thấy đúng, nhưng mà Phật hoàn toàn không thấy. Phật ta bên kia không thấy được đâu, mà thấy là người ta giả thôi. Ai có hiểu về tổ U Bà Quốc Đa là tổ thứ tư mới hiểu là cái giả này. Vì thế mà mấy ông tiểu thừa tại sao khoe từ ngầu năm phút thấy này thấy kia thì thâu đó mình nói thật ra mấy ông chửi mình không? Thì nói đúng ra là trái đất nào cũng vậy, lực sáu trái đất thì hoàn toàn sinh hoạt giống nhau, sức hút vật lý vẫn y là không khác chút nào, bởi vì nó cấu tạo bằng tứ đại mà nó bằng giống nhau. Ví dụ mình ở đây Á Châu thì con người cao lắm, mà thứ sáu thứ bảy, còn Tây nó tới hai thứ mấy, nó cũng con người, nhưng mà đâu, tại vì cái vùng đất đó thì con người nó phải lớn hơn, con người càng khắc khổ thì con người càng nhỏ, con người càng sung sướng nó càng nhanh nó phát triển, đó là nguyên tắc vật lý của nó vậy thôi. Rồi thắc mắc phải tiếp, nhớ là nó quay là quay cả toàn bộ, mà sáu trái đất nó quay luôn, chứ không phải là một cái nó quay, mà trái nào nó quay độc lập theo kiểu tám phương bốn hướng, bầu hoàng đạo nó cũng quay tám phương bốn hướng chứ không phải quay. Có nghĩa là ngày trước nó thuộc về hướng đông, mà ngày sau nó thuộc hướng tây, nó không có cố định được.
không phải giống như trái đất mình là cố định trong tay. Cố định trong tay là mình cố định bằng cái mặt trời, định vị của mặt trời, còn nó không phải. Nó là định vị trong một cái tiểu thiên thế giới. Nếu mà nói một tay, tam giới nó định vị của một tiểu thiên thế giới. Mà cái này thì lớn quá mình không bàn được, bàn nó đi sai. Chứ cái tam giới này nó phải đúng theo cái quy luật của tiểu thiên thế giới. Nó quay theo tiểu thiên thế giới, rồi tiểu thiên thế giới quay theo trung thiên thế giới, quay đại thiên thế giới, đại thiên nó quay theo càn khôn vũ trụ. Và anh không hiểu nổi đâu. Nếu mình bây giờ mục đích của đạo Phật Thiền Tông là chỉ con đường đi ra, Phật đi ra ngoài quy luật nhân quả. Mục đích của đạo Thiền Tông là chỉ. Còn nếu mình bàn quá nữa thường hơn nó rất quớt rồi đó. Khi mình chết rồi mình không biết sao rồi về. Thành ra Đức Phật có nói câu: những cái gì mà Như Lai dạy các ông giống như nắm lá trong tay, tao đọc hết nắm lá này đi, chứ đừng có tìm lá trong rừng đi cho nó mệt. Thời gian thì có bao nhiêu đâu, ngồi đâu mình tìm hiểu hết rồi cũng rồi nó chết rồi không biết rồi đi tiếp nữa là sao. Thành ra ông Phật ông nói cho mình biết đừng có tìm. Giống như cái anh mà mũi tên bắn á, cho tôi biết hết cái mũi tên từ đâu đến được mà ông chưa xong động ngã cá không chết quèo đó rồi còn tìm hiểu gì. Thì mình phải nói nó căn bản là trái đất nó quay theo bầu hoàng đạo, bầu hoàng đạo nó quay theo tam giới nó quay theo trung tiểu thiên thế giới, nó quay theo từng lớp của nó chứ không phải mà bây giờ mình đưa ra nhiều quá. Giờ có cái thân mình rồi chưa hiểu hết, giờ Thiền Tông nó mới ra đời, nó mới chỉ là tạo thân như thế này, rồi trung cái tánh người nó như thế này, rồi nó tan rã thế này, nó đã quá hay rồi. Trái đất hình thành như thế này rồi nó tuổi thọ rồi nó tan rã, cách tan rã của nó có. Để như đạo phật nó có cái giáo lý của nó, là nó rõ từng con người và đây là cái giáo lý của đạo Phật, và nó rõ bằng thực tế. Mà gọi là bây giờ dù nói bằng sự thật cái nào của ai chửi cũng ráng chịu chứ không giải. Bởi vì đây là cái nhiệm vụ mình nói, tại vì người ta chửi là mất quyền lợi, người ta chửi thế giới vật lý nó là vậy. Ông Phật mà dạy đã đời 45 năm nói giải thoát nó không chửi đâu chị thường. Và năm 46 bắt đầu giải thoát nó không cũng chửi đâu. Thì cái này đâu có lạ gì đâu. Và tất cả người ta cúng, ta tu đồng Phật để ta kiếm tiền, mà mình nói kiểu này là ta kiếm tiền được, ta chửi mình là bãi rồi. Nhưng mà mình cũng may á, luật pháp bảo vệ, không có bộ. Không luật pháp bảo vệ, xin lỗi 10 cái chùa này nó đốt đốt luôn á. Chứ đừng có nói. Giờ gọi tới đi. Thưa Thầy, nghĩa là trong vòng 1 năm, mình nói trong 1 tam giới vậy thôi. Tức là cái cửa mà ở cái trung tâm vận hành nó đổi 6 lần được mở ra. Vì có 6 cái hành tinh nó đi qua, mỗi một hành tinh được đi qua 1 lần, 1 năm 1 lần. Thì có 6 lần là các cái tánh Phật và thế là trung tâm thân mà có chứa tánh Phật và công đức là được thoát ra cái trung tâm rồi. Nhưng mà anh trái đất thì đi theo cái vòng quay của anh, còn anh bên này đi theo anh này, tức là anh nào đi theo của anh đó, có đúng thế thôi. Chứ anh này, cái vòng này nó tới đây thì anh ở bên này không thể qua được, mà anh này đến qua chứ anh bên này không qua được. Tức là cái trung tâm thân còn phải chờ đợi để khi mà trái đất này mới lại trở về cái trung tâm vận hành rồi đó thì anh mới thoát ra được. Còn cái anh kia tới thì như anh ở này không thể đi ké được kia được, có đúng không? Bây giờ nói chuyện từ Phật giới đi vào tam giới đi. Thì bây giờ trái đất nào mà nó cản cái ánh sáng mặt trời đó thì tánh Phật phải mau chui xuống lại. Nam Diêm Phù Đề hoặc là Tây Ngâu Quân Phương gì vô cái nào thì chịu cái đấy. Mình bây giờ thì nói về vô trong cái Nam Diêm Phù Đề thì cứ lăn lộn ngoài trong này nè, rồi bên kia nó cũng vậy. Có nghĩa là rồi khi đi ra cũng vậy. Nếu mình ở trong này thì cũng có nghĩa là mình chia là cứ 10.000 năm có một vị Phật ra đời thì mình chia cho 6 trái đất, mỗi trái đất là bao nhiêu? Phải 1.000 mấy trăm năm mới có một vị Phật dạy cái này không? Thì có nghĩa là trái đất này là giải quyết vấn đề trong Thích Ca xong hết rồi vượt qua trái đất khác cũng không Phật khác. Đó, thì có nghĩa là dù đi vô nó cũng vậy,
vừa cái ánh sáng mà tâm mũi bị che rồi thì cứ nhào vô đi, trúng cái đất nào thì nhào vô đến đất đó, rồi vô cái dòng cảm đó, rồi ra cũng để cứ 365 ngày để đợi mình mới chia ra. Dạ, rồi hỏi tiếp đi. Còn nữa thì cứ hỏi nữa. Thích cho đó, còn cho đó rồi giải quyết cái hấp dẫn chứ. Tức là, xin báo cáo với thầy, tức là anh nào tới thì cái những cái bộ phận của anh ấy được vào, chứ không thể đi ké sang cái anh khác được. Đấy là hỏi, hỏi cho đó. Biết là một năm sẽ có 6 lần mà 6 của 6 cái ngày sinh đấy, nó đi qua được, mỗi một cái được đi qua trung tâm rồi anh luân hồi là một lần. Thì một năm là coi như có 6 lần như thế. Nhưng mà anh nào đi vào đấy, nếu mà anh không đi được, thế thì chờ một năm sau thì mới lại. Vâng ạ, cái không đi ké kia rồi. Không được. Đấy, gọi là tính rất là vâng. Phải cảm ơn thầy. Có nghĩa là anh ở trong cái trang buồn đời này là phải vĩnh viễn cho đến khi anh trở về Phật giáo thôi. Chứ không có nghe ké ngoài đó đất kia đâu, không có chuyện đó được rồi. Ở trong này, một cái đất là 10 tỷ năm, nó mới ra nơi tan rã mình ở đúng một chỗ. Nếu mà một trái đất này mà 10 tỷ năm mà mình ở 50 tỷ năm là thôi. Thì phải nắm cái trái đất hình thành. Bởi vì khi mà trái đất này vừa tan rã thì chuẩn bị tờ thí dụ cho một trái đất nằm kế liền. Để chi này nó vừa bể thì phi tiền nó bay qua. Nó tưởng nó gần chứ sự thật á, rất gần. Vừa bể là kia đưa vô cái giữa giống như mình ở thế gian này. Đò vừa chìm nó đưa chiếc đò khác kế bên cho mình đèo lên. Mà hên xui vậy. À, có nhiều khi có nhiều người nhảy qua thì nhảy được, có nhiều người cũng nhảy rồi cái sông luôn. Thì nó hên xui thôi. Vì thế mà thế hệ sau mới làm thủy tổ loài người được cái chỗ này. Chứ này mà thủy tổ loài người có 2-3 người từ trái đất thì biết chừng nào ấy. Bây giờ hiện giờ khoa học nó vừa kêu bằng hội đồng bảo an thì mới công bố là trái đất hiện giờ là 7 tỷ 700 ngàn người. Có nghĩa là nó sẽ lên tới 2050 sẽ 10 tỷ người rồi. Rồi bắt đầu có sống nổi không? Có nghĩa là giống như cái tàu mà nó đã bắt đầu nó chìm, nó sắp chìm mà bây giờ thêm nữa coi nó sống nổi không? Cái quy luật nhân quả đó là phải vậy, bắt buộc nó phải đi theo cái chu kỳ của nó. Giờ có hỏi tiếp đi. Xin mời quý vị cùng hỏi tiếp không? Thầy cho con hỏi là câu hỏi của nãy ạ. Có vẻ là con chưa rõ. Có một lần với chú cha muốn hỏi là nếu mà cái chú âm thân mình á, mà trái đất mình đi qua rồi á, thì mình có thể bình thường là mình phải đợi đến 364 ngày nữa để trái đất mình đi qua cái trung tâm và luân hồi và đẩy đến Phật về á. Nhưng mà nếu mà chúng ta trái đất mình đi qua rồi á, thì cái chú âm thân có thể lợi dụng cái trái đất khác đi vô để che cái ánh sáng mặt trời á, rồi đánh phần mình lợi dụng ở đó để rớt là chúng ta phải luân hồi á, thay vì phải đi một tầng nữa. Ý con không hỏi cho đó nè, thầy giải thích rõ rồi. Bây giờ một năm 365 ngày á, thì sáu cái hành tinh này á, nó có 6 lần che. Chúng ta nói chung ấm thân mà thời gian chờ đợi thì chờ tới một năm. Bây giờ lợi dụng một cái trái đất kia mà nó vừa che cánh xa cái ấm thân này chạy vô sao mà luân hồi như vậy có được hay không? Che trái đất có nghĩa là trái đất này nó vừa che thì người của trái đất này mới ra được thôi. Cái người trái đất kia sao ra? Trái đất kia sao ra được? Có nghĩa là mình ở trong cái trái đất nào thì phải theo dân quả nó sao thôi. Cái làm sao trẻ qua đất kia nó cách nhau 60 ngày mà tốc độ nó quay biết nó bao nhiêu không? Cái trái đất này là bề tròn của nó là 40.075 cây số mà nó quay 24 tiếng đồng hồ thì con chia ra nó tốc độ trái đất này nó quay bao nhiêu cây số một giờ tính đi. Ở đây xe hơi mình chạy 100 cây số là muốn banh con mắt rồi đó. Mà trái đất này nó quay 1.000 mấy trăm cây số một giờ. Không phải đơn giản không? Mà nhưng mà nó nhờ những cái tầng bảo vệ
chứ còn không giống như con ngồi trên xe gắn máy không cách nào dám chạy 120 km/h đâu, con chịu không nổi đâu. Mà con muốn chạy 120 km/h con phải nằm cầu trong cái xe hơi đó, nó có cái kiếm bảo vệ đó, cái tốc độ quy khủng khiếp đó. Con tính đi, nó đất là một cái vòng tròn, mỗi là 40.075 km/h chia ra 24 tiếng đồng hồ, nó quay một cái vòng 24 tiếng đồng hồ đi trở về chỗ cũ. Con tính đi, khủng khiếp đó, như vậy 1.000 mấy km/h. Có nghĩa là chiếc máy bay đó, bay có 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 thôi, mà nó trái đất nó quay còn lại hơn mấy chục lần chiếc máy bay nó bay. Mà tại vì nó quá lớn đi, hơn nữa là ở dưới này nó có cây cỏ núi thì nó chậm, chứ còn không có. Bởi vậy ai mà ở có đi làm chi đâu mà lên New York 105 tôi đã từng không dám rút cái đầu ra luôn. Gió khủng khiếp lắm đó, mình phải hiểu nguyên tắc nó vậy. Thành ra có nhiều người, tôi nói là nhiều người á, họ tưởng ở nhà lầu cao sướng, ở nhà lầu cao tốn điện, là bạn phải đóng cửa quậy là không dám mở cửa đâu, mở cửa lạng hoạn khởi độ quậy mất hết. Có gì khi mình đứng ở cửa sổ nó mút nó bay luôn á. Chứ đừng có tưởng được nghe nó ở trên lầu cao phải có chừng. Phải hiểu nguyên tắc thôi đó, ở trên đất nào thì lo trên đất nấy. Của người ta thì có xe vô, cách nhau 60 ngày thì còn phải chứ đâu. Nếu mà tính ra là cái khoảng cách là bao nhiêu, mình tính đi, 60 ngày mà trái đất nó quay là 1.000 mấy km/h vòng nó 60 ngày, còn tính từ cái này, giữa trái đất này, trái đất kia cách bao nhiêu km/h, biết hết chứ. Nếu có tính, mình tính ra được hết. Chứ mình đâu, ở đây chỉ có tỉnh này qua tỉnh kia đi cũng nổi. Còn người tới đất này qua đất kia sao tính nổi. Rồi có hỏi thầy cho con hỏi một câu này. Nếu như là một năm có 365 ngày á, có một ngày thứ nhất trái đất mà đi qua trung tâm vận hành hồi á, như vậy á, chúng ta có thể thấy chính xác ngày mà trái đất đi vào trung tâm vận hành luân hồi được không ạ? Thì tôi nói chỉ có ông Phật ra cái ông đó mới tính được thôi. Ông mở Phật nhãn, ông mở ra ông mới hiểu được. Mà ông đã từng một lần đi qua rồi thì mới vô giúp mình, ông phân thân vô đây để ông dẫn. Phân thân làm qua tiêu để dẫn mình đi. Mà khi mà hết rồi, ông thấy hết rồi, bắt đầu ông về luôn á. Ông cũng vô bằng hải triều âm, ra bằng hải triều dương. Nhưng mà tại vì ông vô đây, ông không bị dính vật lý. Nè, ông không phải mang thân tứ đại. Mang thân tứ đại phải ăn uống, phải theo vật lý. Nhưng mà ông mang thân điện từ. Rồi ông, bởi vì một vị toàn năng, ta mới làm được. Ta muốn biến hình gì, ta diễn của người ta. Rồi thì người đó, ta mới hiểu được cái cách thức gì. Chỉ mình trở về Phật giới, chỉ có ông đó, ông toàn năng toàn giá mới biết đường thôi. Còn mình ở đây mang thân tứ đại rồi mang trung ống thân thì thôi, thì giống dầu mù thôi, thì nhờ cái ông kia nắm tay dẫn đi. Thấy không? Khó lắm. Giờ thì thắc mắc không phải tiếp. Vì là đặt cái câu hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi em. Câu hỏi thứ nhất là có một số anh chị em nói là mình đã từng tạo áp đức rất là nhiều. Như vậy là mình lúc mình tạo công đức có đủ để mà bù qua lại áp đức hay không? Theo con nghĩ đó, thì khi mình tạo áp đức đó, thì cái áp đức như mình giết một con gà đi, thì mình tạo một áp đức. Còn khi mình giúp một người giác ngộ và giải thoát thì mình sẽ đổ cho cái người đó là 100.000 tỷ kiếp là người ta không còn luân hồi nữa. Như vậy cái công đức sẽ nó gấp cả ngàn cả tỷ cái ác đức. Như vậy con suy nghĩ gì đúng không? Xin thầy xác nhận cho con.
Tức là bây giờ giống như thế, mình giết một con súc sanh á thì tức gọi là ác đức, còn mà mình giúp được một người giác ngộ và giải thoát á thì tức là cái giúp cho người ta thoát được cái ngàn đời diệu kiếp ở trong luân hồi. Vậy thì cái công đức đó có phải là nó gấp tỷ tỷ lần cái phần ác đức đó hay không? Cái công đức á mình sẽ hiểu đó là cái loại không sử dụng trong này, trừ trường hợp nó bị vô đen, nó không phát ra cái công năng của nó. Không? Ở trong này cái phước, bây giờ mình tính ra cái phước đức ấy, nó giống như là ánh sáng mặt trời đi, nó xài trong này. Còn cái ác đức nó là cái bóng tối đi, nó cũng ở trong này, nó không ở đâu đó. Mà còn cái công đức ấy, nó không phải ánh sáng mặt trời, mà phải này, nó là cái loại nó cực sáng, nó phá cái vật lý này. Nhưng mà sở dĩ nhiều người họ có công đức và ở đây được này là gì? Nó phải bóng đen nó mở được. Có nghĩa là bóng đèn nó quá sáng nhưng mà nó sơn mấy chục lúc. Nó có sáng cỡ nào có mà ngồi ở trong này rồi. Phải hiểu cái đó. Nếu mình đã tạo công đức mà đừng bóng đen, bắt buộc phải về một giới, không ai chứa mình trong này đâu. Trừ trường hợp, mình có công đức bị bóng đen là ở đây cũng ở nhiều ở. Nó không hiểu cái công năng. Chứ nguyên tắc thế giới vật lý, dương âm chỉ tồn tại, còn ngoài dương âm nó không ở trong này được, phải đi ra. Tại sao ông Sanh Lợi Phất tạo mấy đời? Tại vì ông chấp ngã, ông ỷ ông có tiền, cho tiền xin tịch. Bây giờ tôi nói xin lỗi, giống như cô Yến cô chửi này, cô có công đức không? Nhưng mà tại vì cô đâu biết, cô bị nó bị bao đen rồi, thì cô muốn đi cúng thì cúng với sự thật cổ của một đức. Và đừng ấy, không ai dám muốn cúng và cổ cúng đâu. Chứ trong thế giới này không có chấp nhận cái này. Nhưng mà tại vì cổ chấp, hoặc là mấy cái ông mà chửi chùa Tân Diệu, hoàn toàn có nhiều khi chửi người ta hiếu kỳ người ta nghe. Ông có công đức nhưng mà tạo người vô đen. Chứ không phải, bởi vì tại sao Đức Phật ông bảo là dù người ta có chửi gì, mình cũng cảm ơn người ta, không cần phải là gì. Đây là cái kích động để người ta tìm ra hiểu. Giống như tôi nói, giống như cô Yến, cô chửi chùa Tân Diệu là này kia kia đó. Người ta nghe, ủa tại sao mà chửi cái chùa này dữ vậy? Người ta mới nhào vô ta coi, nhào vô ta mới hiểu. Thì cổ có nhiều sự thật cổ bị vô đen. Nên nhớ ra, tất cả cái gì công đức có nhiều, nhiều cỡ nào được mà bị vô đen mới được ở trong thế giới này được. Còn nếu không vô đen thì làm ơn chạy ra, trong bệnh nào quay tứa mình đâu. Mà nguyên tắc á, mà người nào có công đức sáng giờ là một vị Phật biết, thì ngày xưa ta nhớ mà. Hồi đó tôi vô cái người đó tôi chỉ vô đó, bây giờ nó sáng quá, tôi tìm cách tôi vô, tôi cứ kéo nó về. Mình không có truyền tiền cũng được, nhưng mà tất cả những người tự nhiên có công đức mà nghiệp lớn rồi, một vị Phật ngày xưa vô, bất buộc phải đem về, còn phải để nó quay hoài trong này nè. Nó không đáp vào trái đất mà nó không ra được hơi quả khác nữa. Nó quay hoài. Nó thì bắt buộc một vị Phật phải phân thành đến, kéo về. Hiểu không? Không hiểu phải tin. Cho con, thầy cho con hỏi một câu. Là khi mình tu theo thiền theo học á, thì mình có ăn uống cân bằng âm dương. Thì nếu mình ăn đúng cân bằng âm dương thì cơ thể mình khỏe mạnh, có thể đạt được 50%. Ngoài ra mình còn phải biết là sử dụng tánh người, tánh Phật, tánh người là âm, tánh Phật là dương, như vậy nó cũng phải cân bằng âm dương. Như vậy theo thiền theo học thì mình còn cân bằng âm dương ở cái lĩnh vực nào nữa không? Âm dương là nói về vật lý chứ đâu phải tánh Phật là dương, mà tánh người là âm, phải vậy. Tánh người thì nó có hai cái loại, thiện và ác. Nó âm dương của vật lý. Còn cái tánh Phật nó không có âm dương, mà tại vì nó rất nhỏ, nó vô đây nó mượn thân con người và tánh con người để tạo công đức. Nhưng mà nó không nhớ, tính Phật không nhớ cái tạo mê nhà lầu xa hơi hoài, cái tạo hoài, tạo quên là gì? Nó quên ba lớp chứ không phải một lớp đâu. Đầu tiên vô tử cung của người mẹ, tử là gì? Chết, cung là cung chết, vô đó là chết là rồi ngủ rồi. Ngủ 9 tháng 10 ngày, con sư này có ai ngủ dữ không?
giờ mình bình thường mà con ngủ kiểu đó con cũng thua luôn rồi, chứ đừng nói vô tiểu cung gì. Rồi thứ hai, ngủ trong đó là cái tánh người nó có quay, nó quay để nó tạo ra ảo giác. 84.000 cái ảo giác là do cái tánh con người. Rồi nó lớp thứ hai nó quên. Rồi cái lớp thứ ba nữa là gì? Nhà lầu xe hơi. Mê cái vụ này cũng quên thật kìa. Là cái nghiệp của mình á, mê đủ chữ thế mê, vô trái đất này là đủ thứ mê á. Tôi suy nghĩ 90 tuổi mà còn để muốn mua đất thêm là sao sao. Phải thở cho cái nghiệp nó dính vô. Nó thì ba nó ba cái này thì còn suy nghĩ là sao con nhớ cái thằng kia được. Mà anh giờ có nhớ đi nữa cũng khó, là tại vì nó đã quen rồi, nó đã tích tụ, nó quen, nó nằm ở trong não, thoát ra cũng khó lắm. Nó phải hiểu nguyên tắc đó. Thành ra tánh Phật nó khó vô khó ở chỗ này. Mà vô quên nhất tự nhiên là cái chấp ngã của tánh người. Người ta chỉ về Phật giới không chịu. Tu là giỏi hơn cái ông đó rồi, xong cứ ngồi trong này hoài. Chết thì chết chứ. 16 thứ tánh người, cái tưởng, cái tham, ác và ngã chấp kiến chấp. Cái này nâu qua như 16 thứ chứ 4 cái này nó còn muốn chết luôn, chứ đừng có nói chỉ 16 thứ luôn, nó còn một lượt. Nó khó, bây giờ khó thoát ra nè. Bởi vì Phật Pháp thì khó gặp, mà chánh Pháp gần khó gặp hơn. Có dễ đâu. Thì Đức Phật nói sao? Giống như con ruồi mù ở dưới biển Thái Bình Dương mà muốn tìm cái bụng cây trên Hy Mà Lạp Sơn, con biết nó bò chừng nào tới. Còn mình rồi, sở dĩ gặp cái Thiền Tông này chắc cũng bò mấy chục, mấy ngàn con Phật. Đang con bò mà tới đây, mà chưa chắc đã về đâu. Còn thích bò tiếp. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, cho con câu hỏi của thứ ba là hiện nay con cũng đang tiếp cận Thầy với bạn bè con trên mạng đó, nhưng mà Thầy ở bên vật lý đó, thì nếu mà con đưa sách thì chắc Thầy cũng có nhận đâu, nhưng mà con tiếp cận Thầy bằng kệ thì... Ý là ảnh có vị Thầy vật lý á, thì ảnh muốn đưa cái Thiền Tông này cho vị Thầy, nhưng mà sợ là vị Thầy đã không tiếp nhận, nhưng mà nên bây giờ ý ảnh muốn là đưa cái thời này. Đó là tùy theo. Trong Đạo Phật nó có phân ra 10 cái tần số á, con có đọc cái 10 tần số chưa? Nếu Thầy con lú lên khỏi con đưa mũi, đưa lửa cháy liền. Còn nếu Thầy con nó âm ở dưới này đi, con đốt nó bỗng cháy rồi. Thì cái này là phải thử ổng. Cũng thử là qua giờ hỏi Thầy chơi chim đèn, Thầy giờ nó lên là nó chìm. Giờ con muốn thử Thầy coi Thầy có hiểu nổi không? Quyền thử. Nhưng mà ổng vừa phát cho mình là con trốn liền á. Đừng có cho ổng thấy nữa, ổng chửi con á. Có nghĩa là con người nó có 10 cái tần số. Cái tần số mà cao nhất là cái này nó hút vô liền. Còn hơn cao cao cũng nhận đọc 3-4 quyển, 3-4 trang sách kêu quan. Mà nó thấp dưới thì khỏi đưa. Đó, mình phải thử, muốn giúp thì phải thử, chứ không phải là mình người nào mình cũng sợ, không phải. Bắt buộc mình phải sử dụng cái trí tuệ mình mới giúp trợ. Còn giúp bằng cái này, coi tần số ở qua thế nào. Tần số nên nhớ rằng tần số mà nó nổi lên rồi con chỉ nói là người ta hút liền ta lấy đi. Còn tần số thấp thôi đừng ép nó quay ngược lại con chết. Nếu mà không chơi trong Thầy con mà có lỗ kia, mà có mùa thiên linh cái hoặc con chết luôn. Lỗ ban không sao mà, lỗ ban đâu với Thiền Tông không sợ, mà sợ nhất là thiên linh cái. Người nào giao thiên linh cái đừng có rớ vô, thiên cái nó sai khiến được thần linh mà, rớ nó cái chỗ vậy thôi. Nó dùng cái quan hồn của con giang hồ điều khiển cái việc này. Thành ra Thiền Tông sợ nhất là cái thiên linh cái thôi. Còn mà bà với thiên linh được dẫu thành thì để. Anh cảm ơn đã đâu ạ. Xin mời vị tiếp theo cho con hỏi anh. Thưa chú Nhân, chú cho con hỏi là con hay nghe mọi người nói là tạo công đức,
tạo tác mình giới thiệu những người khác để mà mình giúp họ về Phật giới. Vậy thì theo chú thì bản thân những người giới thiệu và những người được giới thiệu thì cái bản thân những người họ đã được chắc là họ biết họ sẽ về được giải thoát về Phật giới, và những người được giới thiệu đó thì họ có chắc là họ cũng sẽ được giải thoát về Phật giới hay không ạ? Ý là cái khi mà cái người giới thiệu cho một cái người khác để mà học thiền tông á, thì cái người giới thiệu là chắc có thể là sẽ được về Phật giới. Rồi cái người mà đối diện á, cái người được giới thiệu đó có được về Phật giới hay không? Về Phật giới là bất cứ ai có công đức thì về cũng có thôi, còn giới thiệu không thôi đó. Thì bây giờ nè, mình làm sao mình có công đức thôi, chứ giờ đâu có biết. Có nhiều khi mình đưa một người mà nó truyền nó 5-7 người theo cái này là mình có công đức lớn đó. Còn mà đưa 10 người mà không có chảy, kêu là dòng chảy thì không chảy thì thôi mình đứng tại chỗ thì đâu có gì đâu. Có nghĩa là một giọt nước mà đồng ý chảy là rất tốt. Bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật có nói là khi nào một cái đuối, cái đuốc của Như Lai mà mồi nó đi theo cái hệ thống là có công đức lớn đó. Còn mà đưa rồi con mồi cái là kia gì tắt rồi sao là sao, mà con đưa cái đuốc không rồi thì cũng đâu ai biết gì ha, phải hiểu. Giờ mình có hỏi thêm mình. Thưa chú, là nếu mà nói về giải thoát á, là giải thoát, chúng ta giải thoát ngay hiện tiền hay là đợi khi chúng ta chết ra rồi chúng ta mới có gọi là giải thoát về Phật giới ạ? Giải thoát ấy là giải thoát tại hiện tại hay là sau khi chết mới gọi là giải thoát? Bây giờ nếu có công đức nhiều, muốn chết lúc nào chết, công đức nhiều ha, rồi mình muốn giải thoát lúc nào mình giải. Còn nếu mà công đức ít thì phải đi theo cái nghiệp số của mình, cái số nghiệp của mình. Rồi khúc đó khi mình tắt thở rồi thần thừa hành có thấy cái gì, ổng nói thôi đầy công đức của mình vậy, ổng can thiệp vô là mình về được hết. Còn nếu mà ổng nói thôi phước đức nhiều quá, ổng cho về ổng quăng lên thì mình phải chịu thôi. Bởi vì mình lúc đó mình đâu còn cái tư cái cách gì mình cưỡng là được. Giống như mình chới giới ở giữa hư không mà nó bay đâu nó bay chứ làm sao mình đâu có chạm mặt đất được ha. Nguyên tắc mình phải hiểu cái nguyên tắc này nè, mình có công đức thì ông thần bỏ mình ra thì mình biết công thức mình về. Còn có phước đức thì nó bay lên trên trời á, phước đức làm thì nó lún sâu dưới đất á. Ở nguyên tắc thế giới gọi là thế giới vật lý âm dương, để hiểu nguyên tắc này tu đạo Phật. Đây là cái đạo Phật, là cái đạo rất khoa học chứ không phải nó mơ hồ, chứ không có nói mà tưởng tượng, hoàn toàn không tưởng tượng. Đạo Phật thiền tông không tưởng tượng mà nói bằng chân thật. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi. Chú, theo con đọc trong sách á, là con cũng nghe chú nói á, là chỉ một thời gian nữa, là không biết là thời gian nó dài hay là ngắn như thế nào, chú nói là chú sẽ không xuất hiện giống như là chú Chánh Quyền Phong. Thì tại sao là cái lý do đó? Thì theo con nghĩ á, nếu mà cái Vinh Thiền Tông đó là sự thật để giúp mọi người tu tập giải thoát, thì con nghĩ nếu mà không có gì cản trở được, nếu như mình bằng lòng tình thương và sự từ bi của chú thì chú sẽ tiếp tục để mà dẫn dắt mọi người tu tập. Thì con nghĩ nếu mà cái đó là dũng khí, kiểu nó sẽ mới ngửa chứ cũng được. Thì con nghĩ đó còn gì là mình phải lẩn tránh hay là như thế nào ạ? Ý chủ có trả lời á, là chỉ trả lời một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ ổn giống như ông Chánh Huệ Phong vậy đó. Nhưng mà thì theo cái chị này nghĩ á, thì là vì cái lòng thương mà cho nên là chú nên tiếp tục làm cái công việc này chứ đừng có ngưng ẩn như vậy. Cái thế giới này mình gọi là cái thế giới vật chất, không phải thế giới, đâu có ai nghe đâu. Bây giờ con suy nghĩ nha, bây giờ ở nước Việt Nam mình 17.000 ngôi chùa, không có chùa nào tu này không? Này xin lỗi, cái chùa này nó đơn độc lắm, nó đơn độc giống như một đứa nhỏ thôi. Thì mấy kia nó dẹp này vậy,
có nghĩa là tôi bây giờ tôi còn sáng suốt, đương đầu tôi dám. Giờ thế vậy, giờ đây này các ban quản trị nè, dám đương đầu nhào vô nối tiếp thì nó đi theo, dòng tiền nó sẽ phát triển nữa, còn không có nó bắt luôn. Cái này thì ông Phật không cho nói trước là ai đã nói cái chuyện này. Thì bây giờ nhiệm vụ tôi bây giờ này là năm nay chuẩn bị là 81 rồi, ở chứ sáng suốt mấy năm nữa, cao lắm là 1-2 năm nữa thôi. Mà tôi, mà luật pháp đã nói rằng anh đã 80 tuổi là anh nghỉ rồi. Vô nhà thương cũng khỏi tốn tiền, đi xe bus khỏi tốn tiền rồi. Đáng nhà nước bảo trợ rồi, biết là anh nghỉ rồi đó. Thì tôi sở dĩ còn nói được thì còn ráng rên 1-2 năm nữa chứ sự thật. Nếu luật pháp tôi không được quyền nói, là tôi quá 80 tuổi, tôi còn sáng suốt mà nói. Còn bây giờ thế ai nói tiếp được thì cái chuyện đó ông Phật không có nói. Nhưng mà người nào truyền đăng tục diện được thì tiếp nói, còn không có cái chuyện đó chấm dứt. Nhưng mà trong kinh ông nói là không quá 100 năm. Mà bây giờ mà cũng nên nhớ là mỗi năm thứ hai thôi, còn tới 98 năm. Ông biết nó quá nổi không? Hay là nó chết theo cái thế giới này? Cái thế giới này giờ nó qua đi chu kỳ rồi, nó đi xuống dốc. Thế giới này gọi là đang đi xuống dốc. Mà nó xuống cỡ nào, nó có gì, có dù nó bọc thì nó đi chậm chứ còn có dù nó bọc lớn như cục đá thì rất nhanh. Nó thì làm sao cả thế giới người ta đã đi xuống mà mình cũng phải theo chứ. Chứ làm sao mình cưỡng lại được. Thành ra mình thì muốn vậy nhưng mà đều không được đâu. Về thế giới này gọi là thế giới vật chất. Vật chất giải quyết tất cả mọi sự trên trái đất này, không có cái gì hơn. Dù có nói trên trời cũng được, mà anh không có tiền, xin lỗi, anh cũng không có nghe đâu. Vì thế mà thấy gian lỡ nè, dai mang túi bạc kè kè, nói liếu nói láo cũng người nghe rầm rầm. Còn mình bây giờ làm sao? Không có đồng bạc rồi, tại vì có cái chùa ngồi nói mới nghe chứ không, xin lỗi, không có cái chùa. Tôi ra nói ông này khùng. Chứ mày nghe đâu, phải không? Tại thế giới vật chất mà. Bây giờ nó xin lỗi là ông mà bây giờ là ông mà giàu có, ông nói gì ai cũng nghe đó. Còn cái ông nghèo, nó nghe cũng không nghe đó. Thế giới này là nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa chú, là một vị Phật toàn năng toàn giác, là ngay trong cái thân xứ đại này là họ tu tập để họ đạt được toàn năng toàn giác, hay là một vị Phật ở trong Phật giới là mới đạt được cái trình độ là toàn năng toàn giác ạ? Một vị toàn năng toàn giác đó là họ tu tập được ở trong thế giới này cho nên họ thành được toàn năng toàn giác, hay là do một ở thế giới Phật? Một vị toàn năng toàn giác 10.000 năm mới có một người. Người đó là một vị lập ra cái đạo. Cái đạo đó là 6 con đường đi đó. Con người toàn năng toàn giác mới lập ra con đạo này. Còn cái con người mà chỉ có thiên nhãn thì mở đạo trời, thần nhãn mở đạo thần, tiên nhãn có đạo của hồn đó. Mỗi một con người, chỉ con người toàn năng toàn giác mới lập ra đạo 6 pháp môn này. Trong đó có cái pháp môn giải thoát là mới gọi là vị toàn năng toàn giác. Mà 10.000 năm mới có một ông thôi. Chừng nào qua cái chu kỳ này ông đã dần ra toàn năng toàn giác, ông ra đời lại. Chứ sau Thích Ca không có ông nào toàn năng toàn giác. Mà đây là học lại thôi, học lại chỗ, học lại của một vị toàn năng toàn giác, không phải toàn năng giác. Giống như mà bây giờ, bởi vì tôi nói tôi chỉ là cái máy thu âm thôi, thu lại phát ra cho nghe, chứ tôi không phải là toàn năng toàn giác đâu. Tôi chỉ là cái máy thu lại phát ra cho mọi người nghe. Mà tôi đã từng nói tôi giống như con két, người ta nói gì lặp lại như vậy mà thôi, hiểu không? Thắc mắc hỏi tiếp. Thưa chú, con có nghe hai cái trường phái như thế này, là con nêu ra để chú cho con một cái ý kiến. Là cái một á, là nó là khoảng 7-8.000 năm nữa là Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Và một cái thứ hai nữa là Đức Phật Di Lặc ra đời và giáo lý của Ngài sẽ tồn tại 7-8.000 năm.
Thì với con thì con nghiêng về cái chủ thuyết đó là giáo lý Đức Phật ra đời và giáo lý của Ngài sẽ tồn tại 7-8.000 năm. Và con biết là cái Đức Phật Di Lặc là tiền thân của Bồ Tát Từ Thị. Thì là cái sự từ bi của Ngài và thân hay nói đúng hơn là của tất cả chư Phật. Thì chư Phật không thể nào mà bỏ con của các Ngài lăn lóc đến 10.000 năm được. Cũng như các thầy chú nhân và tất cả các vị ở đây thấy là thời buổi bây giờ đã nó đã rất là loạn động rồi, ma mang phần phật. Thì cái đó là cái quan điểm như vậy, thì chú cho con một cái ý kiến như thế nào? Thì hiện tại là có hai cái trường phái. Một cái trường phái á, nói rằng á, là khoảng 7-8.000 năm nữa thì Ngài Di Lặc sẽ xuất hiện. Còn trường phái thứ hai nói là khi mà Ngài A Di Đà xuất hiện đó thì sẽ tồn tại khoảng 7-8.000 năm. Thì cái chị để ý nói là một vị Phật mà ra đời là thương chúng sanh như con vậy đó, thì không nên bỏ con trong cái lăn lộn trong cái sự khổ đau của cái thế giới này. Thì xin thầy cho ý kiến về những cái trường phái. Và nói về phân định của một vị Phật thì phải nói hiểu thế này. Khi trái đất này bị quý vị, ông Thích Ca ra đời 3.000 năm sau, trái đất cái giáo pháp ổng mất, có nghĩa là trái đất bị quý vị. Mà bây giờ ổng ra đời 2.562 năm thì còn 450 năm nữa. Theo cái thuyết là còn 450 năm nữa thì trái đất này sẽ bị quý vị. Nhưng mà ổng nói là đây là cái căn cái Như Lai định như vậy thôi, nhưng mà còn số muộn là do con người quyết định. Cho con người quyết định. Có thể Như Lai vừa nhập cái khoảng 2.700 năm thì nó mất rồi sao? Còn ông Mã Nhật Na đó, bây giờ nói về thương Phật như con thì con nói đúng là đúng, nhưng mà nếu con nên suy nghĩ thế này. Con rẽ ra 5 đứa con đi, con đứa nó khùng mà, nó chửi hoài, con thương nó không? Nó đòi ra đường ở thì con phải chịu chứ làm sao, con làm sao kêu nó vô nhà được. Chính Đức Phật nói đầu tiên, nói giờ ta dạy các con trở về Phật giới, chửi hết, bỏ đi hết. Rồi ổng đâu có nói. Thì ổng nói nè, cái đó là cái căn tánh hạ liệt. Nó đi đâu nó đi, còn mấy ông ở đây, ta dạy cho. Còn 1.200 người cũng chửi thuốc luôn, cơ ông trắng tay bỏ gì cho được. Thấy không? 7.000 người để môn đồ của Đức Phật mà chửi toàn bộ không có ông đâu. Thì làm sao? Giờ con có thương kiểu nào, ông Phật thương kiểu nào? Trên thế giới vật lý thì thương phải bằng nguyên tắc vật lý, chứ không phải bình thường được. Ta nó đòi, nó bỏ nhà nó đi, nó chửi mình mà kêu nó vô thương cái gì? Đem nó vô nhà nó tấu nó giết mình đầu nào này, chứ đừng nó thương nguyên tắc. Còn ở vấn đề thời gian thì phải tin rằng khi trái đất này hủy diệt, nó hình thành lại là phải 7.000 năm một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời nói chuyện vậy đạo thì 3.000 năm sau sẽ hết, đúng một chu kỳ đó. Phải tính bằng con số thực tế chứ không có mơ hồ. Ông có nói giật ra 7-8.000 năm, có việc mấy ngàn năm là phải nói đúng mấy ngàn, chúng không có nói mơ hồ được nè. Thành ra bây giờ cái quy luật đó, nhưng mà một vị toàn năng toàn giác nói mà người ta còn không nghe thì hỏi vậy chứ làm sao thế giới này? Thế giới này gọi là thế giới trật trách giải quyết tất cả. Bây giờ tôi nói thế, nếu mà một ông thầy mà gọi là có một cái chùa to thật tư nói cái này, xin lỗi, hàng triệu người đến nghe, chứ không ít đâu. Còn một người có tóc ngồi để nói xin lỗi, có 5-7 người nghe rồi chúng ta nhận nghe. Nó không thuận lý như thế, vật lý. Một con người dù có khôn cỡ nào mà không có chức quyền nói không ai nghe hết á, mà con người có dốt cỡ nào là tổng thống nào mình nói cái nó giả nó ra rần rần rồi luôn. Ta thế giới vật lý là nó là vậy. Con phải hiểu cái gì thiền tông nói là phải có con số rõ ràng, chứ không phải nói mơ hồ được. Còn bây giờ ông Phật nói khi Như Lai dạy đạo ra 3.000 sau, cái là thế kỷ 30 đến rồi, qua thiền chấp dứt, tại đây dứt truyền.
có nghĩa là lời nói cái từ khi mà ngộ đạo cho đến khi mà chấm dứt đạo thiền này là 3.000 năm, thế kỷ 30, đến 3.000 năm. Có thể hiểu cái nguyên tắc của nó vậy. Không, con thắc mắc hỏi đi, chứ cái gì cái thiền tông là nó con số phải cụ thể, không có mơ hồ, không có mơ hồ như thế giới vật lý được. Còn thế giới vật lý thì ông muốn nói gì ông nói, cái chuyện của ông tưởng sao ông nói vậy. Vì con người ta sống bằng cái tưởng, cũng một pháp môn tịnh độ, 10 ông giải khác 10 ông, không ông nào giống ông nào hết. Đó, vì do cái tưởng người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin mời vị tiếp theo câu hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi một câu là Phật có 10 danh hiệu là Như Lai ứng cúng, chánh kiến tri, minh hạnh túc, minh hạnh túc, thệ nguyện thế di giải, điều ngự, trượng phu, Phật thích tôn. Như vậy 10 danh hiệu đó có liên quan gì tới Phật tử thiền tâm, người tu thiền tâm không ạ? Phật thì có 10 danh hiệu, thì 10 danh hiệu này nó có liên quan tới những cái Phật tử thiền tông hay không? Không, một Phật là có 10 danh hiệu là Thế Tôn, là thế gian là cái xưng tôn sùng ổng vậy thôi. Ha, điều ngự có nghĩa là điều ngự truyện phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, có nghĩa là ổng giải được tất cả, như cho ổng hàng phục tất cả được trời người. Ha, có nghĩa là người ở thế gian này có cái gì ông đều ông thu phục được hết, là 10 danh hiệu của vị Phật. Vị Phật gọi là thành ra ta tôn vậy thôi, chứ sự thật là không phải ông xưng vậy đâu. Nhưng mà một vị được thành Phật thì thế gian người ta sẽ tôn ông là cái vậy đó. Có nghĩa là ông dạy được ông Thượng Đế luôn mà, ông Phật cũng dạy Thượng Đế đâu. Là trời là vậy đó. À, thành đạt kêu bằng thiên là trời, nhân là người, tiêu phục hết cái gì cũng cũng giảng được, là gọi là một vị, là một danh hiệu thế gian người ta tặng cho ổng vậy thôi. Sự thật ổng có khả năng đó, nhưng mà nói một triệu người có người nghe thôi, thì kêu bằng kêu người thế gian tặng thôi, chứ sự thật không phải ổng bao làm đâu, ổng Thích Ca đâu. Sau cùng về Phật giới có 15 người, đủ với 15 người thôi. Rồi giờ ví dụ thiền tông ra đời, giờ được mấy người đây, mấy người nghe. Còn bây giờ cũng đi cúng hết, cũng đi được tụng hết. Cúng tụng nó không phải của Đạo Phật. Đạo Phật là, mục đích của Đạo Phật ra đời là dạy cho con người trở về Phật giới, thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này. Mục đích của ông là vậy. Nhưng mà nói không ai nghe thì ông mới dùng phương tiện dạy năm pháp môn để dụ tới trong đám đông này, có cái người nào nghe ông kéo ra riêng ông dạy cho, không nghe là thôi. Chứ gì một vị Phật có nhiệm vụ gì thôi, ông Thích Ca cả trọn đời ông có độ được 15 người thì suy nghĩ đi. Nhưng mà ông nói khi nào quyền khí công bố ra thì cái số người nó sẽ gấp ngàn lần con luôn, không phải như đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc nó, thế giới vật lý này nó khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản là mình thấy cái này mình nói bây giờ tại gì. Bây giờ tôi đã nói á, nếu mà trường ai mà chiếu kiến ngũ quẩn dây không, không ăn cơm thì mới chiếu kiến ngũ quẩn dây không được, mà đói phải ăn là chiếu kiến ngũ quẩn một hủ khó dân mới trường không. Thì nó khó thoát ra cái quy luật này lắm. Rồi thì hỏi tiếp đi. Thưa thầy, cho con hỏi tiếp cái câu của anh Quỳnh hồi nãy nói là ví dụ như con á, là con cái nghề nghiệp con là con quên nấu ăn của cho nhân viên, mà con quên nấu của mà nấu đồ ăn á thầy. Như vậy bây giờ con biết tu thiền cái môn thiền tâm rồi, nhưng mà khi mà quá trình tạo công đức thì mình cũng không biết là mình có hay không, mà nó đã bôi đen như thế nào, thì như vậy là có phải là con có nên phải chuyển cái nghề nghiệp
của mình không? Xin này nhà chạy giúp con. À, công việc của chị ở bên nấu ăn, rồi bây giờ nấu ăn bên đó thì cũng như nấu những cái đồ mặn. Bây giờ hả, mình tu theo cái môn thiền tông này thì mình có cần phải chuyển cái nghề nghiệp mình hay không? Đâu có, là cái nghề của mình sống thì sống thôi, đừng có chuyển. Mà mục đích là mình giúp người ta hiểu thì mình có con đức thôi, chứ mình nghề nghề thì không thành vấn đề cái nghề. Bởi vì Phật đó, nghề nào thì phải theo nghề đấy, đừng có dụ, đừng có bỏ, người ta hiểu. Nhưng mà chỉ bỏ là những cái nghề nào mà sát sanh đó, thì nên né đi, chứ không phải bỏ, né. Hồi đó đó, mình đâm trực tiếp con heo và được đâm, mình chích điện, mình bỏ bớt đi. Ở đó mình cầm dao mình thọt nó và đừng thọ, mình chích điện và đứng chết. Đừng có bỏ cái nghề. Còn nếu mình chuyển được là tốt. Phải hiểu nguyên tắc này chứ được. Giờ cứ hỏi tiếp. Thế này con chưa rõ là ví dụ như con không phải là mình trực tiếp mình làm, con chỉ là mình bên quản lý thôi, nhưng mà con sợ là mình cũng dính trong cái chia một cái phần đó. Vì như vậy là con phải nên chuyển cái nghiệp này không? Tại vì phần mà tạo ra cái công đức thì con cũng chưa có xác định được con có hay không. Cái công việc đó chị không có trực tiếp để làm, nhưng mà chị quản lý cũng giống như là chị phải sai bảo người khác làm. Vậy thì chị có dính vô cái nghiệp, ví dụ như sai người ta sát sanh thì chị có dính vô cái nghiệp đó hay không? Bây giờ cái nghề của mình đâu có bỏ. Nhưng bây giờ bởi vì tôi nói là cái nghề nó giống như cái bóng tối, thì giờ công thức đưa cái đèn vô nó sáng trưng, chứ nó không có gì. Nghề nào mà nói về đây đừng có bỏ. Nhưng mà biết tạo công đức, biết muốn về là không. Đâu có đâu, quay gì ta. Ông kia ta giết người, người ta còn thành Phật được. Mình mới xúi người ta thì đâu có gì đâu. Nặng đâu, đừng có lo. Thấy không? Mình tại vì con tưởng tượng được, con sợ. Đừng có tưởng, dẹp cái tưởng. Sống ngày nào lo ngày nay, đừng có tưởng, dẹp cái tưởng đi. Sống bình thường đâu có sao. Giờ tự nhiên mình chuyển nghiệp một cái là mình vậy cái thân này phải nuôi nó nè, mỗi ngày có 50 ngàn 100 ngàn phải nuôi nó, bây giờ không nhiều cái này làm sao nuôi nó được. Thì đừng có tưởng dẹp cái tưởng lo tạo công đức. Bởi vì cái thiền tông này là mình chỉ lo tạo công đức thôi, còn chuyện dịch bình thường cũng là hồi xưa mình không biết á, mình đang làm ra tiền cái như mình đi cúng chỗ này chỗ kia, giờ đừng có cúng nữa, không mình lấy cái sách mình cúng, cúng mình đứng ra ông đạo nhân vô tu vô chứng này nè, cúng làm sao mà được 5-10 ông á thì khỏe, đừng có lo cái chuyện đó, đừng có tưởng nhiều, mình tưởng cái đó, mình tưởng nó đi tầm vậy, rồi hỏi tiếp đi. Con có gửi một cái quyển sách của mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông á cho một cái sư cô ở trong chùa, thì cô đó trong một đêm cô đã đọc sách mà cô nói là rất là hay như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cô xuất gia đây là 3 năm, nhưng hiện tại cô vẫn ở trong chùa như vậy. Cô nhưng mà cô muốn xin con cái thẻ mà để cô nghe, như vậy con có nên cho hay không? Cô sợ là nhiều khi cô ở trong chùa không biết là có nên hay không, xin thầy chỉ với con. Cô có tặng cho sư cô cái quyển Trần Nhân Tông không? Sư cô đọc thấy hay, nhưng mà nay cô vẫn còn tu ở trong chúng, thì bây giờ hả, cô muốn xin một cái thẻ, bây giờ chị này có nên tặng cho cô đó một cái thẻ hay không? Xin một cái thẻ mà chép 10 cái quyển sách đó. Cái này là bình thường thôi đó, bây giờ này, con cho người ta, ví dụ mà cô mà không nghe, con cho người khác tự nhiên nói. Nhưng mà với điều kiện là cái người đó đó tuy nghe ngộ không thành vấn đề, nhưng mà tôi cố gắng nghe, còn không được thì cổ sẽ rủ nhiều người khác cùng nghe, thì biết đâu trong cái thẻ hoặc trong cái sách này con sẽ tạo công đức nhiều hơn. Cơ hội sao tuyệt đối đừng ép, mới đưa cho người ta mà ta hết quái thông trốn thì đừng ấy. Người ta có yêu cầu ở đâu cũng vậy, người ta có yêu cầu mình cứ cung cấp.
mà nếu mình muốn chắc ăn á, nếu mà mình phải dặn người ta một câu này nè, nếu cô nghe thấy được thì cô giữ, còn được con trả lại cho, còn con đưa lại cho người khác. Mình phải mở con đường lui cho người ta, chứ để người ta không biết, người ta ngại, người ta không trả mình, cái ta quăng cho thùng rác mình kìa. À, giúp cho thì phải lưu thông, cho đừng có trúng sông thì mình bị kẹt. Dạ, có bị nào đặt câu hỏi? Con xin hỏi một câu, cái này là cũng như là ý của cô này thì cũng về mưu sinh cuộc sống. Con thì làm ruộng, thế thì vừa rồi, không phải là gần đây mà mẹ chồng con thì cũng nấu rượu. Và đến bây giờ là trong tức là người Phật tử ấy, thì phải giữ năm giới, không uống rượu, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Thì cái này là con cũng canh cánh trong lòng, nhưng mà con thì không trực tiếp nấu, mà thực ra là chồng con hiện nay là trực tiếp nấu và mẹ chồng con trước là truyền cho. Thì cái này thì nếu mà con nghĩ này, pháp luật nhà nước không cấm nấu rượu, mà con nấu là người thực việc thực, gạo nhà con là gạo đong nếp mà vàng khoai quý quê con như thế, thì có lên làm không thì là lên bỏ. Thì cái này thì con cũng mà nếu mà làm thì có ảnh hưởng gì đến cái tu về bên thiền tông để về Phật giới này gì thì có cản trở thì không, thì con xin trong ngũ giới của nhà Phật thì có cái giới là cấm uống rượu. Bây giờ gia đình của cổ thì có nấu rượu, thì vậy những cái công việc nấu rượu đó thì có ảnh hưởng gì về tu thiền tâm hay không? Nấu rượu là cái nghề chứ đâu phải mình uống, cấm uống rượu chứ về lại cấm nấu rượu. Đừng có lo cái chuyện đó, bởi vì luật pháp nói cấm cho cái gì phải nên nhớ là ngày xưa luật giao thông, luật lưu thông là cấm uống rượu lái xe. Mấy thằng kia nó uống bia nó đụng, ủa tôi đâu uống rượu đâu, tôi uống bia không được. Bây giờ nhà nước phải chỉnh lại uống rượu bia luôn. Thì tất nhiên bây giờ cái luật này không cấm, thì cấm uống rượu cho nên trong ngũ giới đâu có cấm nấu rượu. Đừng có lo cái chuyện đó, cái này là tưởng hơi nhiều, bỏ cái tưởng đi. Rồi hỏi tiếp. Thầy cho con hỏi là ở trong một số kinh đó thì con đọc con có thấy là Đức Phật có hay độ hóa một số như là vị thần, vị đế thích. Thì theo con nghĩ là phải hiểu cái vị đế thích đó là ai hay là sao, hay là do cái người dịch kinh nó bị sai. Trong một số kinh vật lý á, có nói về Đức Phật á, độ được cho cõi thần hoặc là có trời đế thích đồ đó. Thì vậy thì á, là cái người dịch kinh có dịch có đúng hay không, hay là Đức Phật có làm được việc đó? Con người đệ tử là không còn độ không nổi. Nhưng mà Phật á, trong một vị tồn nát có thể dừng được thôi nha, chứ không có độ dừng được. Cái con voi nay nó như mà nó muốn hút con Phật, con Phật cho nó dừng lại chứ không phải độ. Mình đừng có hiểu lầm. Còn cái tất cả những cái người mà cái mà nói là cái ông vô não ông giết ông Phật ông giết, nhưng mà ông vô não không giết không được, là vì giết ông không có kịp. Thấy cái ông này có thành thân cũng quản cũng sợ ông lại thôi. Nhưng mà về sau vô não mới hiểu, mới tìm đi học theo ổng thì ổng mới độ. Nhớ là không phải là mỗi cái mỗi độ đâu, ông phải có cái tu gọi là toàn năng làm được tất cả. Nhưng mà tùy theo người đó có độ được không. Nếu ở trong cái tần số cao thì mới độ được. Thì tôi nói giống như cái tim đèn nó cao đốt mới cháy, chứ con tượng đèn nó mất ở dưới đốt mới cháy đâu. Mình hiểu lầm. Còn thế giới vậy, mấy cái kinh vật lý á, thì mấy ổng còn thêm này khi nọ là muốn thần thánh quá ông Phật. Chứ ổng mà trong các kinh tiểu thừa không có nói ông Phật toàn năng toàn giác thôi, mà chỉ là nói ông Phật thôi, không có nói toàn năng toàn giác. Có nghĩa là một vị ở trên đất này không ai là Phật hết á, mà một vị là toàn năng toàn giác, làm được tất cả, hiểu được tất cả. Thế là nhưng mà còn kết quả như thế nào, ổng đó chỉ một phần triệu thôi. Có nghĩa là nói cho 1 triệu người nghe, chỉ có 1 người hiểu thôi, chứ không phải độ tất cả đâu.
mà chỉ dùng nộp toàn năng toàn giác mình mới hiểu nguyên tắc này. Còn thế giới vật lý người ta tôn thêm để chi? Để cho nó linh thiêng vậy thôi. Chứ sự thật đó, và trong sao sử rất ghi rõ ràng, Đức Phật mới 49 năm độ có 15 người thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Đó là một vị Phật đó vậy. Nhưng mà nguyên tắc một ông Phật về Phật giới chỉ ba ông đủ rồi, mà ông được tới 15 người là ông dư quá. Ông qua bển ông làm Phật cả hay về bển đấy, cái chân nó nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy cho em xin hỏi một câu nữa. Tức là nói là Phật Thích Ca đã có tức là tam minh lục thân và ngũ nhãn. Thì đương nhiên là khi Phật mà còn tại thế đây thì cái ngũ nhãn của ngài là trong cái vấn đề Phật nhãn có được sử dụng suốt trong cái thời kỳ Phật đi thuyết pháp về đạo hay không? Đấy. Và vì theo như thầy nói là cái ngũ nhãn, cái Phật nhãn là phải vào đến trung tâm vận hành luân hồi mới được mở ra. Và khi đó là coi như mình có thể dùng suốt, nhưng mà riêng Phật Thích Ca thì cái ngũ nhãn đấy có được sử dụng suốt trong cái thời kỳ ngài đi truyền đạo hay không? 10.000 năm mới có một ông toàn năng toàn giác, toàn năng là giác, nó có Phật nhãn. Theo Thích Ca làm được cái này. Nhưng mà có một điều, ở trong thế giới vật lý học không dám sử dụng cái này. Bởi vậy tôi nói là tại làm sao Đức Phật không làm được cái gì mà ông ấy. Nhưng mà ngày xưa ông nói là dù ông có Phật nhãn đi nữa, nhưng mà nên nhớ rằng khi mà ông đóng lại thì ông cũng bị thế giới vật lý. Bởi vì Phật nhãn không được quyền mở hoài, giống như đi trong bụi không mở mắt hoài. Thì dù muốn không tới đó thì cũng phải nhờ chỗ kia giúp. Chừng nào mà ứng thân mới được. Có nghĩa là Phật nhãn sử dụng bằng thanh tứ đại phát ra, thì phải tuân thủ theo quy luật vật lý của tứ đại, không sử dụng liên tục được đâu. Mà Ấn Độ tới cái chuyện gì mà ông bế tắc, ông mở Phật nhãn ra, ông nhìn thấy rồi ông giải thích. Giống như mình bây giờ mình ai có đánh máy laptop đó biết tới cái chữ đó cái đầu mình bí đi, mở gì từ đó chứ đã trao hoài rồi không biết, biết thôi đóng lại. Đó là nguyên tắc. Tuy là Phật có ngũ nhãn nhưng mà từ trường một, ví dụ ông Huệ nhãn thì thấy cái chuồng đó, tại sao mình coi có cái loại nào ở đây để mới Huệ nhãn mới mở ra nhìn thấy rồi thôi đóng lại. Tuy trường một, giống như mình đi đêm xe đi tới chỗ nào cần rọi đèn thì mới rọi, chứ không phải rọi hoài đâu cũng được. Đó, mình không có chậu hết xài cái năng lượng. Mà nếu mà rộn hoài không được là vì thế giới vật lý này không cho sử dụng cái này. Có nghĩa là không có nhưng mà cũng không được. Bởi vì trong thế giới này nó quay, ông chịu không nổi đâu, xin lỗi ông. Ông chiếu kiến ngủ quẩn dậy không 3 ngày chứ 1 tháng ông dậy không nổi không. Có nghĩa là ông chịu đựng được mấy thời gian ngắn thôi, chứ còn thời gian dài hoàn toàn thế giới vật lý làm sao mà thoát được cái quy luật này, sống ở đâu phải theo quy luật đó. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy cho con hỏi cái trường hợp này, đó là con có gieo tặng sách cho một người, thì một vị này thì lúc mà viết sách thì rất là tinh tấn, rất thích. Nhưng mà gặp một cái trở ngại, đó là người thân của vị này đã phản đối. Và vị thiền tông mà hai vợ chồng này họ cãi lộn nhau. Thì trường hợp này người làm giới thiệu sách thì con có bị ác đúng không ạ? Người con phải, trong trường hợp này con phải là như thế nào? Thầy xin thầy chỉ con. Lúc trước đó là chị này có tặng sách cho một cái anh kia, nhưng mà lúc đầu thì cũng tinh tấn, nhưng mà về sau thì vợ chồng của anh kia nó gây lộn vì cái thiền tông vậy. Chứ chị hỏi vậy chứ khi mà chị giới thiệu như vậy thì chị có bị gì không? Nó bị gì mà ảnh hưởng bởi nguyên tắc thế này nè. Tất cả con người ta sống ở đây là sống vợ chồng, cái gì vậy, sống theo quy luật âm dương. Mà thí dụ người vợ
đàn ông mà vô cái này dương quá, ông dạo chồng chịu nổi, ông dễ bay lộn. Cái đó là nói về vật lý. Còn nếu mà nói về tâm linh, trước nay mình đã đem cái gì vô trong người rồi, mà giờ đưa này vô, cái nó không chịu ra đâu. Cái này ai bây giờ tôi nói là chơi bùa cho ngải linh cỡ nào, đem quỷ sanh này là bỏ trong nhà hoàn toàn bùa ngải, hết linh luôn. Là nó đi ra mà. Mà trước khi nó đi ra làm sao nó quậy. Hồi xưa kêu tôi vô bây giờ làm sao đuổi tôi ra, nó tức nó quậy mà. Là vì người ta chết, người ta tu thiền tâm phải coi chừng cái này. Đa số mấy người mà tu thiền tâm coi chừng cái vấn đề đi xe. Hầu xưa mình tu mà theo cái điều âm mà nhiều ấy, thì nó đem vô rồi mà giờ đưa này vô, nó lợi dụng nó phá mình, nó phá mình chết luôn á. Rồi thứ hai nữa là thứ nhất á, cái dùng đó là cái dùng âm mình đem cái sách này vô, mình vô mình coi chừng cái tưởng dùng âm đó nó phá mình á, nó tìm cách nó diệt mình á. Phải hiểu nguyên tắc này, chứ bởi vì cái đạo thiền tâm này nó rắc rối lắm. Người hiện tại cũng phá mình mà người âm cũng phá mình. Bình thường có một loại được pháp có thể cọ này, nó tới hai ba cái lượng pháp có trị mình. Là nó tu thiền tâm phải chú ý cái điều này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vậy thì bây giờ ví dụ như là người chồng á, họ muốn con vậy như là cung cấp thông tin hay là hỏi gì về thiền tông á, thì con có nên tiếp tục hỗ trợ nó không hay là con nên dừng ạ? Tại vì con thấy cũng rất rối. Có trường hợp xảy ra thôi ngưng lại, cứ con đừng có ép. Ép với nó hại con chứ không có công đức mà nó thuộc về tai họa luôn. Muốn giúp ai thì phải thuận, giống như con chạy, con đua bồm là phải thuận gió con mới cho bồm trưa. Mà cái gió con trưa bồm nó quật con lên chìm xuồng luôn. Cái nào tiến được thì tiến, không được thì thôi. Thiền tâm phải cho kỹ, bởi vì thiền tâm muốn tu, thiền tâm phải tu bằng trí tuệ, chứ đừng có tu mù. Đừng có ham công đức qua cái gì cũng ép cho người ta đâu có chừng. Luật pháp ở thế gian này thì mình biết mình né được, còn cái lực mà lực âm phủ này cũng biết nó đâu mình né, còn phải coi chừng. Cái gì đừng có nhiệt tình quá. Cái gì khi mình muốn công đức mà làm chuyện này mà nó không có công đức mà mình bị đứt bóng luôn á. Giờ hỏi tiếp đi. Xin mời người tiếp theo. Thầy cho con hỏi, như thôi thiền tâm thì vô minh hiểu, vô trụ hiểu, nhưng mà thôi thiền thông có nhiều người là ham mãnh liệt về cõi Phật. Có khi nào mình tu bị thần kinh, có nghĩa là giống là tẩu hỏa nhập ma không thầy, hay là mình phải như thế nào? Tu theo pháp môn thiền tông á, thì tức là vô trụ anh hiểu, vô minh anh hiểu, nhưng mà bây giờ cái ham muốn mãnh liệt về Phật giới quá, phải tưởng gì về thần kinh không được. Ham muốn thì ham, nhưng mà phải hiểu. Giống như mình đang chạy xe đó, giờ tôi muốn đi đến đích nhanh, nhưng mà biết con đường nó có liền hay nó gồ ghề, lên cao tốc thì chạy như cũng được, mà đương rồi nông thôn mà biết nhanh là sao được? Không được. Ham muốn có nghĩa là mục đích của mình muốn về Phật giới, tạo điều kiện đi, đừng có ghé đầu hết gì được. Ham muốn trong trí tuệ, nhớ đừng ham muốn trong cái mù quáng. Trong mù quáng nó sẽ xảy ra bao nhiêu công chuyện, giống như mình muốn đến đích nhanh, nhưng mà cũng hiểu là con đường đó nó bằng phẳng hay là gồ ghề, mình phải hiểu nguyên tắc của nó. Mình tu theo đạo Phật thiền tông phải tu bằng trí tuệ sáng suốt, chứ không phải là tu mù. Cái ham muốn đây là căn bản rồi, nhưng còn tạo công đức thì cũng phải tạo như thế nào cho chắc ăn, chứ đừng đụng đâu mà tạo đó thì không được.
mà thứ hai nữa ham muốn nhưng mà biết công thức không, thì nên nhớ rằng mình ví dụ mình chưa được truyền thiền cũng được, cứ hằng khi nào có mà truyền thiền mình đến mình nghe cái bài thứ nhất cái bài trở về Phật giới, mình không có điều kiện mình xin anh em trong ban quản trị bây giờ công bố quyền ký rồi người ta mới cho người ngoài, mình lấy cái bản đó về ghi ngẫm cái cách trở về Phật giới không có thuộc lòng. Còn công đức tạo nên nhớ là tạo một cách trong sáng và trí tuệ cho đừng có mù quáng. Có nhiều người á đem mà mấy chục cuốn sách cứ phát là trời ơi chết không có được. Cái sách này không phải mình muốn tạo đức vậy được đâu. Mình muốn thì cho người ta mượn đi, chừng nào người ta năn nỉ mình cho người ta là chắc ăn á. Còn mấy ba ngày, bốn ngày lấy lợi. Thà nó mượn đi cho người khác, mượn cho người khác mượn, mình phải có cái công đó đi. Mình chỉ đưa cho người ta thôi, rồi tôi cho anh chị mượn 5-3 ngày, tôi trả lời tôi này tôi mượn của người ta chứ không phải của tôi luôn. Thế thấy hay quá, nếu giờ năn nỉ thì thôi giờ tôi mình làm bộ mình cho nó luôn. Cái sự thật đây là mình tạo được công đức chắc chắn là nên hiểu cái nguyên tắc này. Rồi nó phải tiếp đi. Đặt thêm câu hỏi không? Dạ mời vị tiếp theo ạ. Thì tuần tới là chủ nhật là có truyền thiền diễn đàn thì 12:30 thì cũng trả lời trên chùa. Cái thời gian đó nó thoáng hơn thì cũng báo là tất cả những người nên về nghe là cái diễn đàn, vì tất cả diễn đàn là những cái tinh hoa của đạo Phật được phơi bày lần ra, ai nghe được cái tinh hoa. Nếu mà nếu có cái nhà có cái tivi mà internet á thì coi nó khỏe hơn, chứ còn coi trong cái điện thoại này kêu mà nó không rõ lắm. Thì nên nhớ rằng tất cả khi chứ để mà khi mà diễn đàn nó ra nhiều quá rồi đó thì chắc chắn phải đóng cửa rồi. Bây giờ bắt đầu hăm hăm rồi thì tôi cho biết mình nên nhớ cố gắng nha. Cái gì cũng vậy, mất quyền lợi thì người ta sẽ cắn, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Sớm hay muộn cái chùa cũng đóng cửa, tôi nói cho biết thì cố gắng về sau mà quyền ký tái bản như giáo lý nó ra thì mẫu cũ một quyển để chi, đây là cái gia bảo của mỗi người. Về sau nếu mà dù cái chùa Tân Diệu nó còn mình vẫn còn cái gia bảo để đi theo nó không sai. Tôi cũng mong thì nếu có cái ngày mà truyền tiền lên đến dừng thứ nhất xin cho được cái lời dặn dò. Mình có tạo công đức nhưng mình không biết, mình không được truyền thiền, nhưng mà tôi đã biết được, mình phải hiểu cái đề này. Thì thôi, giờ chúc mình khỏe, trưởng lộ bình an, chủ nhật tới gặp lại.